Quản trị trong thời khủng hoảng COVID-19. Vào thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu đã rộng lượng dành chút thời gian từ kỳ bế quan liên tục của Ngài cho thế giới để gọi điện cho đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư và ân cần đọc những truyện từ quyển kho tàng truyện dân gian Do Thái do Nguyễn Ước biên soạn, cũng như trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề bao gồm các sự kiện gần đây ở Hoa Kỳ. Thưa sư phụ, Thống đốc Andrew Cuomo, New York, đã tại chức kể từ năm 2011, bị dính líu vào nhiều vụ tai tiếng gần đây, đã được phanh phui rằng ông đã không tiết lộ số người chết thực sự trong các viện dưỡng lão của tiểu bang. Hơn 13.000 chết và báo cáo của tổng chưởng lý tiểu bang cho biết chính quyền của thống đốc đã đếm số tử vong thấp hơn 50%. Thưa sư phụ, ngài có biết vì sao con số đầu tiên quá thấp và sau đó đột ngột trở nên quá cao như vậy? Tôi không có mặt ở đó. Tôi không sống ở Hoa Kỳ, vì vậy tôi không có bằng chứng nào cho quý vị. Nhưng có những sự việc xảy ra không nhất thiết là người ta cố gắng che giấu. Ồ, đại dịch thật sự vô cùng bi thảm cho gia đình của những người đã khuất. Tôi đã khóc rất nhiều, cảm nhận những gì họ cảm thấy. Quý vị cũng phải biết, trong tình huống hoặc địa vị đó người ta rất đổi sửng sốt. Vào giai đoạn đầu của COVID, họ có lẽ nhận được đủ loại thông tin khác nhau mà họ không biết phải xử lý làm sao. Hiểu không? Nên họ đã làm những gì họ nghĩ là tốt nhất. Giai đoạn đầu, các triệu chứng không có khác biệt rõ ràng giữa COVID này với các bệnh khác như nhức đầu bình thường hoặc chỉ là cảm lạnh hoặc cúm theo mùa, vân vân. Họ không phải là chuyên gia y tế. Và ngay cả những chuyên gia hàng đầu cũng đưa ra những lời khuyên có hại và gây hoang mang. Bảo quý vị rồi, quý vị biết mà. Nhưng đối với điều tôi suy nghĩ thì họ thực sự không cố tình che giấu con số, hoặc có thể con số chỉ không tương xứng, hoặc thông tin sai lệch, hoặc quá bận rộn với nhiều sự việc khác, nên họ chỉ không biết làm thế nào để đối phó với tình huống này. Là một thống đốc, ông chưa từng phải đối phó với những sự kiện này. Vì vậy, có lẽ ông chỉ nói với cấp dưới của mình: "Ồ, cứ làm những gì quý vị nghĩ là tốt nhất để bảo vệ mọi người." Vì vậy, tòa án phải quyết định dựa theo tài liệu, các chi tiết và bằng chứng. Đây là nghiệp của tất cả mọi người, của người dân trên thế giới. Quý vị không thể đổ lỗi cho riêng mình ông thống đốc. Dạ sư phụ. Nhiều quốc gia họ đã thử đủ thứ biện pháp, thế mà mọi người vẫn nhiễm bệnh và chết. Lẽ ra tình trạng còn tệ hơn. Thiên đàng giúp đỡ rất nhiều rồi, chứ không nhiều người hơn nữa đã chết rồi, hiểu không? Dạ thưa sư phụ. Được rồi, câu hỏi khác là gì? Dạ thưa sư phụ, ngoài ra ông đã bị ba phụ nữ cáo buộc là có hành vi không thích đáng diễn ra từ năm 2016 đến năm 2020. Hai trong ba từng là nữ phụ tá của ông. Một cuộc đánh giá độc lập sẽ được mở ra. Bà tổng chưởng lý bang New York, Letitia James, đang chọn đội điều tra thay vì bà thẩm phán Barbara John. Thưa sư phụ, ngài nghĩ sao về những sự kiện này và ngài có nhận định gì? Hoặc nếu ngài là thẩm phán, ngài sẽ phải nói gì? Tôi không nói gì bởi vì tôi không phải thẩm phán. Nhưng tôi sẽ trả lời vì quý vị hỏi. Nếu không, quý vị sẽ ôm nó trong đầu rồi trằn trọc với những cơn ác mộng. Nhân tiện, ồ phải, tôi đã đọc bản tin nên có tình cờ thấy. Tôi tình cờ thấy những điều này, không biết chuyện có to tát hay không. Họ cáo buộc ông như quấy rối tình dục phải không? Dạ phải, sư phụ. Bởi vì hành vi không thích đáng, không đúng đắn, có rất nhiều cấp độ nên phải nói cho đúng. Dạ thưa sư phụ. Đó là những gì tôi đã đọc. Được rồi, điều tôi nghĩ là không biết phải nghĩ gì bởi vì tôi không phải là thống đốc. Tôi không phải là những phụ nữ mà ông bị họ buộc tội hoặc đã buộc tội ông. Nhưng tôi nghĩ
Nếu chỉ như cái gọi là quấy rối, tôi không biết ông đã quấy rối các nhân viên của ông hoặc những phụ nữ này theo kiểu nào. Nhưng đàn ông, họ thích phụ nữ đẹp, phải không? Phải không? Dạ phải, thưa sư phụ, dạ phải. Và ông ấy độc thân hay kết hôn hay quá vợ? Hiện tại ông độc thân, thưa sư phụ. Độc thân à? Dạ. Vậy thì đàn ông độc thân tìm kiếm phụ nữ độc thân, điều đó có gì sai trái chứ? Dạ không sai, thưa sư phụ. Chỉ vì họ là nhân viên của ông thì dễ dàng hơn, mỗi ngày họ làm việc cùng nhau. Dạ thưa sư phụ. Và thông thường nhân viên tất nhiên là rất thân thiện, rất phối hợp, rất tôn trọng ông là sếp của họ. Dạ sư phụ. Cho nên vì điều đó ông cảm thấy rằng họ thật là đáng yêu hơn nữa, nam tính của ông thích hơn, không phải sao? Dạ phải thưa sư phụ. Đây là vấn đề. Khi họ làm việc với nhau, một phụ nữ và ông ta độc thân thì chuyện có thể xảy ra. Nhưng ông ta làm dựa theo báo cáo tôi đã đọc, ông ấy không phải kiểu như, xin lỗi, quấy rối họ hoặc buộc họ làm bất cứ điều gì, có không? Dựa theo báo cáo, có hay không? Con không biết về các cáo buộc cụ thể. Không à. Nhưng con không nghĩ vậy thưa sư phụ. Không à. Được, có lẽ ông đã nói gì đó hoặc ông thích làm gì đó với họ. Có lẽ ông ấy yêu họ trong khoảng thời gian 4 năm phải không? Dạ, từ năm 2016 đến năm 2020. 4 năm, chỉ có 3 phụ nữ, đó là rất dè dặt rồi. Đối với đàn ông ở tuổi đó và địa vị đó, và bởi vì ông không ra ngoài, ông quá bận, cho nên nhân viên là tất cả những gì ông có. Thế nên có thể ông đã nói gì đó mà có lẽ ông không nên nói, như tôi có thấy tấm hình ông hỏi phụ nữ rằng, ông, anh hôn em được không? Ông có thể hôn cô ấy không? Dạ thưa sư phụ. Như vậy không như kiểu lạm dụng tình dục hay gì cả. Dạ không sư phụ, không phải vậy. Tôi nghĩ họ thổi phồng quá mức. Nếu tất cả chỉ có vậy và không gì nhiều hơn thế thì có thể chỉ là hành không hợp lẽ nhưng không quá nghiêm trọng để làm lớn chuyện lên như vậy. Ý nói là nó không tệ gì hơn nhiều câu chuyện của các linh mục tôn giáo. Họ lạm dụng tình dục trẻ em. Hơn 10.000 trẻ em trong bao năm qua, chỉ riêng ở Pháp dựa theo những báo cáo và tài liệu lưu trữ các lời thú tội. Những trẻ em lễ sinh và những trẻ em khác. Vậy mà không ai nói gì cả. Họ cũng nói gì đó nhưng rất ít. Ý nói có hữu dụng gì? Dù có tất cả những luật này để bảo vệ trẻ em, để truy tố những kẻ buôn bán trẻ em hoặc những người lạm dụng trẻ em khi họ là những linh mục đáng tin cậy và được tôn kính, lại đi làm điều đó, làm điều tương tự. Luật pháp làm ngơ đối với những nạn nhân trẻ em vô tội và bất lực. Còn chúng ta ở đây truy đuổi một thống đốc giáo dân vì đã can đảm thú nhận với một cô gái rằng ông thích cô ta. Hãy suy nghĩ về điều đó. Dạ, tôi nghĩ nếu chúng ta nói về luật, chúng ta nên nói về luật giáo hội trước tiên. Luật đó còn nghiêm túc hơn. Nếu là một tu sĩ, quý vị không được quấy rối trẻ em. Cho dù quý vị là thường dân mà quý vị lạm dụng tình dục trẻ em, người ta đem quý vị ra tòa và đưa vào tù, không phải sao? Dạ sư phụ. Rồi ông là một thống đốc, ông chỉ hỏi liệu ông có thể hôn cô ấy hoặc liệu ông có thể. Cho dù ông hỏi lên giường với cô ấy cũng có thể luôn nói không. Họ là người lớn mà, không đúng à? Dạ đúng thưa sư phụ. Họ đã trưởng thành hay chưa? Dạ đúng sư phụ, dạ đúng. Một người đàn ông có quyền hoặc có không phải quyền, nhưng có thể hỏi những gì họ muốn, và quý vị chỉ cần nói là không, thưa ông, phải không? Dạ sư phụ. Tại sao lại làm lớn chuyện và buộc tội ông về bất cứ gì họ muốn buộc tội ông? Nếu tất cả sự việc chỉ có thế,
Ông không quấy rối bất cứ ai. Ông không ép buộc ai vào như quan hệ thể xác, tình dục hay bất cứ gì. Dạ thưa sư phụ. Chỉ vì bây giờ người ta, một số người không thích đảng Dân Chủ và rồi ông thuộc đảng Dân Chủ. Vì vậy họ đang cố gắng làm chuyện bé xé ra to hoặc chỉ để thể hiện rằng họ quan tâm. Nhưng đây không phải, không công bằng cho lắm. Dạ sư phụ. Nhưng sự việc là thế này, theo tôi nghĩ. Theo kinh nghiệm của chính tôi trong đời đàn ông có xu hướng nhận sai tín hiệu từ một phụ nữ. Bởi vì đôi khi tôi không có ý hoặc bất cứ gì, tôi chỉ tôn trọng và thân thiện, thế là họ tưởng tôi thích họ. Dạ thưa sư phụ. Nhiều tình huống giống như thế, gồm cả bác sĩ thú y riêng cho những chó của tôi trước đây. Nhưng tôi không buộc tội ông hay kiện ông vì quấy rối tình dục, không gì cả. Thậm chí ông đặt tay lên đầu gối tôi. Ồ, chúng tôi cùng nhau đi xem phim với cả nhân viên của tôi nữa. Và ông khăng khăng đòi ngồi cạnh tôi. Và tôi cũng không nghĩ gì hết. Và sau đó ông đặt tay lên đầu gối của tôi. Quý vị biết. Rồi tôi chỉ đổi chỗ khác, thế thôi. Và ông biết, quý vị hiểu tôi nói chứ? Dạ hiểu thưa sư phụ. Sau đó tôi đã la rầy nhân viên của mình. Tôi nói quý vị nghĩ sao vậy? Sao lại để ông ấy ngồi cạnh tôi? Và họ cũng nói họ không nghĩ gì cả. Và người đàn ông đó, bác sĩ thú y, thậm chí đã kết hôn rồi. Ồ. Sau đó, vì một con thú có túi obot bị thương, đang mang thai, nên tôi phải nói chuyện với ông. Vì bác sĩ thú y khác của tôi từ chối giúp đỡ. Đó là sau nửa đêm, nên tôi nói với ông trước, tôi tha thứ cho ông, nhưng đừng làm vậy nữa. Tất cả nhân viên của tôi đều biết về chuyện này và họ vẫn còn sống, gồm cả ông bác sĩ thú y. Ồ, cho nên thống đốc này, ông độc thân, ông cô đơn, ông bị áp lực về công việc và ông có lẽ cần người bầu bạn. Có lẽ ông thích cô gái đó, có lẽ nếu họ hẹn hò một thời gian, có lẽ cô ấy cũng thích ông. Rồi thì có thể họ sẽ kết hôn, sau này ai biết được. Dạ sư phụ. Có lẽ ông yêu họ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông là một kẻ săn đuổi tình dục. À, đó là theo ý kiến của tôi, bởi vì đàn ông họ hiểu sai, rất rất có thể hiểu sai tín hiệu của phụ nữ. Dạ thưa sư phụ. Bởi vì các nhân viên tất nhiên họ tôn trọng và thân thiện với sếp của họ phải không? Dạ phải thưa sư phụ. Và tất nhiên đàn ông nào cũng đều thích cách xử sự ngọt ngào dịu dàng và tôn trọng này. Nên tất nhiên ông nghĩ ông có thể thử, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Cô ấy có thể luôn từ chối. Dạ sư phụ. Tại sao cô ấy không nói không mà đợi tới bây giờ? Tại sao đợi lâu vậy? Tôi cũng cảm thấy thương cho phụ nữ chúng tôi luôn gặp rắc rối, bởi vì nếu chúng tôi thân thiện thì chúng tôi bị hiểu lầm. Dạ, vâng vâng. Nếu chúng tôi quá khó khăn và nghiêm khắc thì tôi không biết còn gì nữa. Họ nghĩ rằng chúng tôi là, họ gọi chúng tôi là gì đó khác. Họ nói là con điếm hoặc tương tự, nhưng đôi khi đó là cách cư xử và phẩm chất của con người mà rất khó để sống cùng. Dạ thưa sư phụ. Và tôi chưa bao giờ có liên hệ gì với ông Kumkumo, nhưng chỉ vì công bằng và công lý, đó là những gì tôi nghĩ. Được chứ? Dạ sư phụ. Và nếu tôi gặp rắc rối thì đó là lỗi của dì. Dạ. Nhưng tôi không màng điều gì cả, nói bất cứ gì tôi nghĩ và luôn trung thực. Dạ sư phụ. Rồi thì họ phải thu thập nhiều bằng chứng hơn. Nhưng nếu ông chỉ tán tỉnh hoặc hỏi liệu ông ấy có thể hôn cô ấy, thì đó không như một tin chấn động hoặc hình ảnh đáng kinh ngạc. Hoặc tương tự, tôi nghĩ chúng ta không nên cứ phóng đại như vậy. Chúng ta phải đợi thẩm phán hoặc tòa án tìm bằng chứng và các bản khai tuyên thệ trước khi họ có thể đưa ra quyết định và phán quyết. Dạ thưa sư phụ.
Thành ra ở Canada, họ có lực, mà khi ai đó như là một nghi phạm, họ không để báo chí biết về sự việc đó. Bởi vì họ lo rằng sẽ có như là thành kiến. Dạ, sư phụ. Từ độc giả và từ toàn thể công chúng, và điều đó sẽ là sự phán xét không công bằng đối với tội phạm. Và tôi đồng ý với điều đó, bởi vì quý vị đôi khi có thể thật sự xét đoán sai ai đó bởi vì cá tính hoặc tính cách của họ. Dạ. Bởi vì tôi đã bị phán xét sai nhiều lần trong đời rồi, nên rất khó để ngay lập tức đưa ra quyết định phán xét ai đó. Dạ, thưa sư phụ. Trừ khi tôi thật sự biết từ bên trong, nhưng tôi không quan tâm nhiều đến các quan chức chính phủ này. Vì vậy, tôi không nhìn vào bên trong nhiều lắm. Tôi chỉ nhìn bên ngoài. Tất cả các bằng chứng dựa theo báo chí, tôi nghĩ đó không phải vấn đề to tát. Họ đều là người lớn. Dạ, thưa sư phụ. Và không có gì sai trái khi người đàn ông thích một phụ nữ, cho dù đó là nhân viên của ông. Không có gì sai cả. Cô ấy không cần phải thích ông, nhưng đó không phải là hành vi quấy rối. Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Không, chà, nó có thể là một chuyện khác. Như nếu ông trẻ hơn hoặc thuộc tuýp người họ thích, thì cô ấy hoặc một trong số họ sẽ thích ông, thì sẽ trở thành một chuyện tình. Còn không, thì nó sẽ được gắn nhãn là quấy rối, ha, xui xẻo. Khi tôi còn làm việc trong hội chữ thập đỏ, đã kể quý vị rồi. Có một trong số cấp trên cỡ bự của tôi, ông đã nhìn thấy tôi bên ngoài trong hành lang một lần khi tôi đi tới phòng vệ sinh. Thế là từ đó ông cứ đến văn phòng của tôi trong giờ giải lao. Ông chỉ ngồi đó đọc báo trước mặt tôi. Ông hỏi người sếp cấp dưới, người thường ngồi trước mặt tôi, không cùng bàn, nhưng hai bàn sát liền nhau, và cô ấy ngồi phía trước nên tôi không biết làm thế nào. Ông yêu cầu cô ấy đi khỏi, và sau đó ông đến ngồi ở đó thường xuyên. Nhưng tôi chưa bao giờ đi ra ngoài và kiện ông như là quấy rối tình dục hoặc bất cứ gì hết. Ông ngồi đó và tôi ngồi đó. Tôi làm việc của mình. Ông ấy đọc báo của ông. Mặc dù một lần, một vài lần ông nói với tôi rằng ông nói gì đó rất khen ngợi, như ồ, chúng tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ xinh đẹp như cô làm việc ở đây. Đại loại vậy. Nhưng đó không phải là hành vi quấy rối. Cho dù ông rõ ràng đã đến và ngồi trước mặt tôi luôn luôn. À, may mắn thay tôi nghỉ việc. Sau một thời gian, tôi đến một nơi khác vì chồng cũ của tôi phải di chuyển đi làm nơi khác. Dạ, thưa sư phụ. Vì vậy, tôi đã rời đi nên tôi không biết hồi kết có hậu thế nào để kể quý vị. Đây không phải là lần đầu tiên và ông không phải là người duy nhất. Nhưng đàn ông họ thích phụ nữ, cho nên nếu họ bày tỏ ý muốn nào đó đối với quý vị và nếu quý vị không thích họ, thì chỉ làm gì đó cho họ biết rằng mình không thích. Dạ, tôi có cho ông thấy nhẫn cưới của tôi. Không cần kiện người đàn ông chỉ vì điều đó. Trời ơi, ông ấy có lẽ cô đơn, chỉ làm việc, làm việc, làm việc. Và nhân viên là tất cả người ông biết, và ông không đi đâu cả. Ông lẽ ra phải đi đến quán rượu và trò chuyện hoặc gì đó, nhưng có lẽ đó không phải là gu của ông. Dạ, thưa sư phụ. Nếu ông không làm nhiều hơn thế, thì tôi nghĩ ông ấy cũng đủ đứng đắn đàng hoàng. Độc thân và ở địa vị của mình, và ông chỉ hỏi liệu ông có thể hôn cô ấy không? Ngày nay, ông không nên hỏi vì Covid. Mọi người họ thậm chí viết trên báo họ nói đừng hôn. Họ nói ngay cả vợ chồng cũng không nên hôn nhau. Có lẽ họ nên đeo khẩu trang bên trong văn phòng, thì câu hỏi hôn đó sẽ không phải xảy ra phải không? Thôi được rồi, trời ơi, đúng là chuyện phím. Được, tốt. Sư phụ cũng ân cần trả lời một câu hỏi liên quan đến các thuật ngữ trung lập về giới tính sắp được sử dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Thưa sư phụ, gần đây có một số thông tin về nhận diện giới
và việc sử dụng các thuật ngữ trung lập về giới tính. Tại Hoa Kỳ, Hạ viện công bố các quy tắc nội bộ mới loại bỏ đại từ giới tính và các thuật ngữ quan hệ gia đình. Các thuật ngữ như mẹ, cha, em gái và anh trai đã được thay thế bằng cha, mẹ, anh chị em, con. Ngoài ra, ở Anh, một số bệnh viện đã thay đổi các quy định, bỏ các thuật ngữ giới tính nữ trong khoa sản và bây giờ cho con bú được gọi là nuôi con bằng sữa và sữa mẹ thành sữa cho con. Vân vân. Thưa sư phụ, ngài nghĩ gì về những chính sách mới sắp có hiệu lực này? À, ngực không có sữa, vú thì chúng ta đều biết điều đó. Ngày nay, nhiều điều mình đọc, nhiều điều mình nghe, quý vị không thể tin vào mắt, vào tai của mình nữa. Giống như nhiều người, ngay cả chính phủ muốn thông qua luật thay đổi giới tính để tất cả trở thành như người chuyển giới, như giới tính trung lập. Nhưng làm sao mình có thể trung lập? Quý vị chỉ là chính mình thôi. Nhưng để làm hài lòng họ, chính phủ hoặc nhiều người đề xuất hoặc thông qua thành luật hoặc đã được thông qua thành luật để thay đổi giới tính như không được gọi mẹ nữa hoặc phụ nữ nữa. Nếu nói mẹ, quý vị phải nói người sinh con hoặc người có tử cung hoặc người cung cấp sữa. Tất cả điều này thực sự là quá sức lố bịch. Đúng là một trò cười rằng họ đã dành rất nhiều thời gian làm những điều dớ dẫn như vậy. Ý tôi nói, nếu là phụ nữ, quý vị nên tự hào mình là phụ nữ. Nếu là đàn ông, quý vị tự hào mình là đàn ông. Nếu là người đồng tính, quý vị nên tự hào mình là người đồng tính. Bởi vì ngày nay, người đồng tính có thể kết hôn với một người đồng tính khác. Vậy đâu còn vấn đề gì nữa? Nếu là đồng tính nữ, quý vị tự hào là người đồng tính nữ. Thượng đế tạo quý vị như thế, hãy tự hào, hãy là chính mình. Ngoài ra, kiểu thay đổi thuật ngữ giới tính này quả là thoái hóa, rất hạ thấp giá trị tình mẫu tử và phẩm giá của người phụ nữ, của nữ giới. Theo ý kiến của tôi, sự việc này là không không không, không được. Một người mẹ, một người phụ nữ là một con người thiêng liêng, chứ không phải đồ vật như cỗ máy mang thai trẻ em hoặc người có tử cung, vân vân và vân vân. Bây giờ họ muốn xưng hô với Đức Maria như thế nào? Mẹ của Chúa Giêsu hoặc mẹ của Đức Phật cũng như nhiều thánh nữ và chư thánh hiền được tôn kính như những thánh mẫu. Thật kinh khủng, điều này thật sự không thể chấp nhận được. Sư phụ cũng nói đến vài báo cáo trên các phương tiện truyền thông về những tác dụng phụ khác nhau của vaccine COVID-19 cũng như nguyên nhân của bệnh cúm Tây Ban Nha và các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Sau đó, ngài bày tỏ sự quan tâm sâu xa về thế giới chúng ta. Nói quý vị biết, bây giờ tôi đang lo lắng về sự việc còn nghiêm trọng nhiều hơn nữa. Mọi người nên lo lắng, bởi vì nếu sau cùng, nếu tôi không thương lượng được, nếu con người tiếp tục lối hành xử hung ác, thì có những sự cố có thể xảy ra trên toàn thế giới và đột ngột. Không ai có thời gian để chuẩn bị, cũng giống như đại dịch. Quý vị hiểu chưa? Dạ hiểu, sư phụ. Bởi vì khi nghiệp nặng đến, cộng nghiệp, nghiệp đó sẽ không chừa bất kỳ ai. Tôi thật sự mất ngủ vì vấn đề đó. Tất nhiên, tôi đang cố gắng hết sức, cho nên tất cả những gì chúng ta phải làm là hãy sống tốt, hãy từ bi. Đừng giết người, đừng giết động vật để ăn nữa, rồi mọi thứ sẽ lắng dịu. Kính thưa sư phụ từ bi nhất, những nỗ lực kiên định yêu thương của Ngài để duy trì thế giới này và tất cả chúng sinh, trong đó mãi mãi là ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng con. Tình thương vô bờ bến, vô điều kiện và sự hy sinh của Ngài sẽ luôn luôn là nguồn cảm hứng tuyệt đối của chúng con và là lý do để cầu nguyện và tin tưởng rằng không bao lâu nữa địa cầu tráng lệ này sẽ đạt đến trạng thái hòa bình và hòa hợp trường cửu, nơi tất cả mọi người đón nhận bản chất từ bi bẩm sinh của họ.
Cầu mong sư phụ luôn dồi dào sức khỏe và được bảo vệ trong sự trợ giúp thiêng liêng của tất cả thiên đế ở Sư Quy Quạng. Để xem toàn bộ hội thảo này với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, mời quý vị đón xem trong tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây.